Tám khổ, sanh già bệnh chết, ái biệt ly, oán táng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Sanh là khổ, già là khổ, có bệnh là khổ, lúc chết lại càng khổ. Sanh già bệnh chết đều là khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhân nhìn thấy khổ, sanh già bệnh chết để phát tâm xuất gia tu hành. Ái biệt ly khổ là nỗi khổ đối với người mình yêu thích, mà vì hoàn cảnh nào phải xa lìa. Yêu mà phải xa lìa là một thứ khổ, mà không yêu lại thường hội tụ ở một chỗ cũng là một thứ khổ, đó gọi là oán tám hội khổ. Ví dụ mình không thích người ấy, ở một nơi nào đó lại chạm mặt với người ấy và cùng làm việc chung với họ, nỗi ấy gọi là oán táo hội khổ. Lại có một thứ gọi là cầu bất đắc khổ, nghĩa là không toại lòng mong muốn được mà không thể được. Khi chưa được thì lo lắng cho được, khi đã được rồi thì sợ mất mát. Nhưng cái khổ, lo được, lo mất, không kể gì lợi hại, chính là ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Năm thứ này giống như ngọn lửa cháy bừng bừng, sắc thọ tưởng hành thức, năm ấm này giờ giờ khắc khắc, đều đi theo trên thân thể chúng ta gây nên vô vàn sự thống khổ. Ngoài tám khổ ra còn có vô lượng vô biên khổ nữa. Tại sao có quá nhiều khổ như vậy? Đó là vì chúng ta trong đời quá khứ gieo trồng quá nhiều nhân khổ, cùng làm bạn bè với chúng mà không muốn xa lìa, vì thế gieo trồng nhân duyên của khổ này mà nhận lấy khổ quả. Cho nên nói, muốn biết nhân đời trước, hãy xem đời nay nhận quả gì. Muốn biết quả đời sau, hãy xem đời này gieo nhân gì. Vì thế, gieo trồng nhân lành thì sẽ hưởng kết quả lành, gieo trồng nhân ác thì sẽ nhận kết quả ác. Lúc quả thành thục thì lòng rất sợ hãi. Bồ Tát thì sợ nhân chớ không sợ quả, còn chúng sanh thì sợ quả chớ không sợ nhân. Sợ tức là sợ hãi. Bồ Tát thì sợ nhân chớ không sợ quả, cho nên cẩn thận dè dặt, không trồng nhân khổ. Vì thế các ngài không có quả khổ. Ở thời quá khứ khi chưa rõ đạo lý, các ngài cũng gieo trồng nhân khổ. Hiện tại quả khổ đến, các ngài vui vẻ tiếp nhận, vì hiểu rõ rằng thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Nhưng chúng sanh sợ quả mà không sợ nhân. Khi gieo trồng nhân, bất kể là nhân tốt hay xấu, nhân thiện hay ác, cứ cho là việc nhỏ không ăn thua gì, cho nên mặc tình gây tạo, không để tâm cẩn thận một tí nào. Nhân gì cũng gieo, nên khi họ khổ thì thọ hoài không hết, rồi than vãn rằng sao mà gặp cái thứ hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Đã sợ nhận lấy quả khổ, thế thì trước kia đừng gieo trồng nhân khổ có hơn không? Sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây thì không có nỗi khổ, chỉ thọ các điều vui, không có một chút khổ nào, là vì người ở đó đều thanh tịnh, không có tâm tranh đua, tham dục si mê và ba ác đạo. Vì không có ba độc tham sân si cho nên không có ba thứ ác đạo. Ba ác đạo là do ba độc biến hiện ra, Phật độ tất cả chúng sanh mà không thấy một chúng sanh nào được diệt độ. Đó chính là phát tâm khiến cho tất cả người tu Bồ Tát Đạo, khiến tất cả người lìa khổ được vui, khiến tất cả người đều được thành chánh giác. Dầu độ chúng sanh nhưng không có tướng độ chúng sanh, độ sanh lìa tướng độ sanh. Không dính mắc vào tướng mà nói, chúng sanh này là của tôi độ, chúng sanh kia cũng của tôi độ, độ một người cho đến 10 người, tôi độ được 10 chúng sanh. Độ chúng sanh phải là không tính số, có tính số thì có chấp trước, không tính số thì không chấp trước, độ mà không độ, không độ mà độ, đó mới thiệt là độ chúng sanh. Chúng sanh bên ngoài dĩ nhiên là đáng độ, chúng sanh trong tự tánh cũng phải đáng độ. Trong tự tánh có 84.000 chúng sanh, càng cần phải độ cho nó tu hành thành Phật nhập Niết Bàn. Độ chúng sanh có độ là độ phiền não của chúng sanh, không độ thì chúng sanh vẫn còn phiền não, mà phiền não có 84.000 thứ. Hàng nhị thừa dứt được kiến hoặc và tư hoặc nhưng vẫn còn trần sa hoặc. Bồ Tát có vô minh hoặc, vô minh là thứ nặng nề nhất. Chúng sanh trừ được kiến tư hoặc trần sa hoặc nhưng vẫn còn vô minh hoặc. Bồ Tát đẳng giác dứt được trần sa hoặc, khi sắp thành Phật hãy còn một phần sanh tướng vô minh rốt sau, cũng giống như 84.000 sợi lông chỉ còn thừa lại một sợi, chỉ cần nhổ được sợi lông đó là xong. Bồ Tát đẳng giác dứt được sanh tướng vô minh, liền chứng diệu giác, tức thành Phật. Sao gọi là kiến hoặc? Kiến là đối cảnh khởi tâm tham ái, đối cảnh giới khởi tâm tham cùng tâm ái, không thấy rõ cảnh giới này mà nhận rằng tất cả là thật có. Vì nhận cho là thật nên ăn cơm cũng là thật, ngủ nghỉ cũng là thật, không có bạn bè cũng cho là thật,
đó chính là không rõ ràng, thấy kiến cho là tốt đẹp, rồi sanh ra tham ái vô cùng vô tận, không bao giờ biết đủ biết chán, đó chính là kiến hoặc, đối cảnh khởi tâm tham ái. Sao gọi là tư hoặc? Tư hoặc chính là mê lý khởi tâm phân biệt, đối lý không thấu suốt mà khởi ra phân biệt, không biết vị pháp sư đó giảng có đúng không, có chỗ nào hay không, có lợi ích gì cho mình không. Không lợi ích thì không muốn làm, việc mình làm nhất định phải có lợi ích. Chỉ thấy trước mặt ba tấc mà chẳng thấy được trước mặt bốn tấc. Chỉ thấy cảnh trước mắt mà chẳng thấy được nơi trốn xa xôi kia, đó đều là tư hoặc. Tư hoặc chính là những tư tưởng không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, không đúng cho là đúng. Vừa rồi tôi nói nhận cho ăn cơm là thật, mặc áo cũng là thật. Nếu không bạn xem phải là giả thì cái gì là thật chứ? Mặc áo ăn cơm ngủ nghỉ đều là quá trình của đời người. Bạn không cần chấp trước phải nhận chân là thế nào. Nếu bạn không chấp trước thì có thể nhẹ nhàng tự tại, còn nếu chấp trước thì sẽ bị thống khổ. Nếu cho là tất cả đều không thật thì sẽ không có tham ái, giống như trong chiêm bao làm những việc lung tung. Nghĩ ra như thế bạn sẽ buông bỏ hết mọi sự tình rồi sẽ qua đi. Nếu bạn bỏ không được thì có chấp trước mọi sự tình sẽ không qua được. Đó là kiến hoặc. Có 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc. Phá được kiến hoặc trong ba cõi thì chứng được sơ quả A-la-hán. Kiến hoặc không phá được thì không thể nào chứng quả được. Đối với tất cả cảnh giới, bạn có tâm ái không? Có tâm tham không? Đối với cảnh có khởi tâm tham ái không? Đối với cảnh giới vừa lòng có khởi tâm tham ái không? Đối với cảnh giới không vừa lòng có khởi tâm giận ghét không? Bạn có thể trừ bỏ được tâm tham ái không? Nếu bạn thiệt không có thì rốt cuộc nó sẽ không còn tồn tại. Làm sao biết bạn không có tham ái? Bởi vì bạn còn biết mình không có. Cho nên bạn nói tôi không tham không ái, nhưng đó là còn có cái tôi. Vì chưa chứng sơ quả nên chưa phá được. Việc đó không phải nói không là không một cách dễ dàng. Ngũ lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Sao gọi là lợi? Lợi là đến nhanh chóng, trái với độn là đến chậm chạp. Một, thân kiến chấp trước đây là thân thể của ta. Thân thể của ta gầy đi, cảm thấy ăn không ngon, mặc không vừa ý, ở không thoải mái. Thân thể ta như thế thì làm sao an toàn được? Suốt ngày từ sáng tới tối cứ lo nghĩ về mình. Hai, biên kiến chính là chấp đoạn chấp thường. Chấp đoạn thì cho rằng người ta chết đi trở về với hư không, không còn gì nữa, như dầu hết đèn tắt. Chấp thường thì cho là con người chết đi thì sao, vẫn làm người nữa. Chó mãi mãi làm chó, mèo cứ làm mèo hoài. Người luôn luôn làm người, chớ không đổi làm chó mèo được. Những kiến chấp như trên lạc vào nhị biên, nên gọi là biên kiến, không hợp với trung đạo. Đời này làm người, đời sau vẫn làm người. Cỏ vẫn là cỏ, cây vẫn là cây. Người không thể làm súc sanh, đó cũng người cũng không thể làm quỷ, đó chính là biên kiến. 3. Tà kiến là thế nào? Tà kiến là cho rằng làm lành không có quả báo lành, làm ác cũng không có quả báo ác. Họ bác không nhân quả, hoàn toàn không nhân không quả, họ không tin làm lành được phước, làm ác phải tội. 4. Giới cấm thủ kiến, dạy người giữ giới bò giới chó. Giữ giới bò là bắt chước theo bò ăn cỏ. Tại sao thế? Nhân vì họ thấy biết sai lầm, thấy bò được sanh lên trời, cho nên bắt chước theo bò, thấy chó được sanh lên trời, cho nên bắt chước theo chó. Giới kiến không phải nhân chấp là nhân, cũng là giới thủ. Người xuất gia giữ giới có tâm chấp trước này, họ chấp rằng ta hay giữ giới, giới này là giới của ta giữ, có một thứ tâm hay giữ giới, và những giới được giữ, họ không biết rằng bản thể của giới xưa nay vốn là rỗng không, không nên chấp trước. Hễ có chấp trước thì biến thành giới thủ. 5. Kiến thủ kiến. Không phải quả chấp là quả, không phải là quả rốt ráo, họ cho đó là quả rốt ráo. Họ cho tứ thiền thiên và tứ không xứ là niết bàn, đó gọi là không phải quả chấp là quả. Tứ thiền, sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên. Người tọa thiền lên đến cảnh giới sơ thiền có thể không còn thở nữa, không còn sự hô hấp. Ở cảnh giới này, tuy không còn hô hấp nhưng vẫn có một niệm động. Một khi phát sinh niệm động này thì hô hấp sẽ trở lại, đó là sơ thiền. Nhị thiền là mạch ngừng lại, khi hô hấp không còn nữa thì mạch cũng ngừng luôn, giống như người chết. Tuy mạch ngừng đập nhưng không phải chết, đó là cảnh giới của nhị thiền. Tam thiền là ngồi cho đến ý niệm cũng ngừng bặt.
ở sơ thiền, nhị thiền không còn hô hấp nữa, mạch cũng ngừng đập nhưng lại có ý niệm. Đến tham thiền, đến tam thiền thì ý niệm đó cũng không còn nữa vì thường ở trong định. Đến tứ thiền thì chỉ còn thức mà thôi. Tam thiền không có ý niệm là không có ý niệm thô, nhưng ý niệm tế vẫn còn. Đến tứ thiền cả ý niệm tế cũng dứt luôn. Cảnh giới này chỉ là con đường cần phải kinh qua của người tu thiền, chứ không phải là quả chứng. Không chỉ nói tứ thiền mà ngay cả tứ không xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ cũng chẳng qua chỉ là một thứ định, chứ không phải là quả chứng. Nếu có chấp lấy kiến thủ thì có thể cho cảnh giới này là niết bàn và cho là chứng đắc quả A-la-hán thứ tư. Như vô văn tỷ kheo cho tứ thiền là tứ quả, đó là vì y không thông hiểu những kiến hoặc ở trên là ngũ lợi xử. Tư hoặc là ngũ độn xử, độn tức là đến chậm chạp. Ngũ độn xử là tham sân si mạn nghi. Tại sao người ta có phiền não? Đó là vì có vô minh. Sau khi vô minh sanh ra thì có trần sa hoặc. Trần sa hoặc còn gọi là vô minh hoặc, tức là không có hiểu biết đứng đắn. Tư hoặc cũng có thể gọi là vô kiến hoặc. Tại vì sau khi vô minh sanh ra bèn có tham, nghĩ rằng phải có được cái gì đó, bèn sanh ra tâm tham, rồi sanh ra các thứ phiền não. Phiền não một khi sanh ra sẽ sanh ra tâm sân. Tâm sân một khi sanh ra thì chỉ biết về mình mà chẳng biết có người khác. Vì chỉ biết có mình cho nên khi tâm sân hận sanh ra thì muốn hạ thấp giá trị của người khác. Có thứ tâm này chính là ngu si, không phân biệt được phải quấy trắng đen, bất kể tất cả. Nguyên do chính là không biết đạo lý, ngay đến ngu si phải quấy, cong ngay đen trắng đều không nhận ra. Vì ngu si mới sanh ra tâm kiêu mạn, vì có tâm kiêu mạn nên lại sanh ra nghi ngờ, không tin đạo lý do bất cứ ai giảng giải, thiệt cũng không tin, giả càng không tin nữa, sanh ra mọi thứ hoài nghi, đó chính là tư hoặc. Do kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc mà thành các thứ vô minh phiền não. Cho nên các thứ phiền não vô cùng vô tận, không có lúc nào hết. Trước tình hình này, người tu hành phải nương vào tứ đế mà phát lời thệ nguyện: phiền não vô tận, thệ dứt trừ. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nghĩa là người tu hành cần phải hiểu rõ các thứ pháp môn. Các thứ pháp môn nhiều vô lượng vô biên cũng chính là một thứ pháp môn để tu hành. Nếu không rõ biết phương pháp thì không thể tu hành được. Vì muốn tu hành thì phải hiểu rõ phương pháp. Phương pháp này rất nhiều, nhiều đến vô lượng vô biên, cho nên phải nương theo đạo đế mà phát nguyện lực. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Sao gọi là pháp môn vô lượng? Vô lượng pháp môn từ đâu mà có? Ấy là Phật nói tất cả pháp nhân, vì tất cả tâm của chúng sanh. Nếu không tất cả tâm thì cần gì tất cả pháp? Tất cả pháp đều do tâm chúng sanh mà có, vì tâm chúng sanh có ngàn sai muôn khác, các thứ không giống nhau. Tâm của mỗi con người đều không giống nhau, cho nên pháp môn cũng có nhiều thứ không đồng. Tóm tắt lại, pháp có ba thứ: Phật pháp, tâm pháp và chúng sanh pháp. Ba pháp này sinh ra tứ đế, lục độ, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, cho nên nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn có rất nhiều. Giống như chúng ta giảng bộ kinh này xong lại giảng đến bộ kinh khác, đó không phải là do vô lượng hay sao? Chúng ta hiện tại giảng kinh cũng như một giọt nước trong biển cả mà thôi, chớ không là tất cả nước trong biển cả đều được hết. Chúng ta học Phật pháp để làm gì? Tại sao phải học Phật pháp? Nhân vì học Phật pháp chính là muốn được thành Phật. Nhưng thành Phật có phải là vọng tưởng không? Thành Phật không phải là vọng tưởng đâu, tại vì vị Phật là quả vị xưa nay sẵn có của chúng ta, mỗi người đều có thể thành Phật. Vì thế chúng ta phải nhanh một bước để sớm thành quả Phật và y theo diệt đế mà phát lời nguyện: Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Diệt đế chính là đạt đến niết bàn, đạt đến quả vị rốt ráo thanh tịnh, bất sanh bất diệt, cho nên nói là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta đối với sự kiện thành Phật không cần phải hoài nghi nữa, nhưng nếu có hoài nghi cũng có thể thành Phật, duy có điều chậm một chút mà thôi. Nếu không có tâm hoài nghi thì sẽ thành Phật sớm hơn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật, nhưng không thể nói tất cả chúng sanh đều là Phật. Nếu chịu tu hành thì mới có thể thành Phật, nếu không chịu tu hành thì tất cả chúng sanh vẫn chỉ là chúng sanh mà thôi, không thể thành Phật được. Làm Phật là lý, nhưng cũng có một cái đạo thành Phật, với điều kiện là phải nương theo pháp tu hành. Nếu không nương theo pháp tu hành thì các tâm tham sân si mạn nghi đều không từ bỏ được, không thể nào
mau thành Phật được. Vì thế nên phải phát bốn hoằng thệ nguyện. Chúng ta bất luận là làm việc gì cũng cần phải phát lời nguyện trước, rồi sau mới theo lời nguyện mà thực hành. Có thế mới đạt đến mục đích, hy vọng mới có thể thành tựu được. Nói đến đây tôi nhớ lại một công án. Có một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mang theo rất nhiều đệ tử đến một nước nọ để giáo hóa chúng sanh. Người trong nước này thấy Phật đến liền đóng cửa lại, không có ai chịu bố thí, cũng không ai đến cung kính chào hỏi. Phật đã đến nước ấy rồi, không có ai ra đón rước vì không có duyên với các đại thần và nhân dân ở đó. Nhưng khi Ngài Mục Kiền Liên đến, thì cả quốc vương, đại thần và nhân dân đều hướng về Ngài cung kính đảnh lễ, tranh nhau đến cúng dường. Các đệ tử Phật thấy thế nhưng không biết tại sao, bèn hỏi Phật, tại sao Phật đến nước này không ai chịu cúng dường cả, mà Maha Mục Kiền Liên, đệ tử Phật đi đến đây, lại được mọi người tranh nhau cúng dường. Phật đáp, đó là do nhân duyên đời trước. Từ vô lượng kiếp về trước, Mục Kiền Liên cùng Phật ở chung một chỗ. Mục Kiền Liên lên núi đốn củi, còn Đức Phật xuống dưới núi sửa đường và rất ghét bầy ong, mà Mục Kiền Liên lại rất thích chúng. Đức Phật Thích Ca lúc ấy khi còn tu nhân thường lấy khói hun đốt chúng, mà Mục Kiền Liên lại bị chúng đốt đau nhức. Tuy bị đau nhức nhưng Mục Kiền Liên không dùng lửa để hun đốt, trái lại còn phát nguyện, về sau tôi đắc đạo sẽ độ trước bầy ong có nhiều tánh Atula này. Đời đời kiếp kiếp về sau, bầy ong này biến thành ra người trong một nước, ông chúa là vua, các ông thợ là dân. Ngày xưa Phật Thích Ca nhân vì ghét chúng từng dùng khói hun đốt chúng, nên bây giờ đến nước ấy không có ai ra tiếp đón. Quốc vương, đại thần, nhân dân cũng không chịu cúng dường Ngài. Trái lại, Ngài Mục Kiền Liên đã có phát nguyện sau khi đắc đạo sẽ độ bầy ong này. Cho nên đời này gặp lại nhau thì quốc vương và nhân dân nước ấy tranh nhau đến cúng dường. Do đây chúng ta biết rằng nhân quả rất trọng yếu, vì thế nhất định phải phát nguyện. Bà Minh Tông, kinh này lấy tín nguyện trì danh làm tông. Tại sao gọi là trì danh? Trì danh chính là trì niệm danh hiệu của Phật A-di-đà, cũng giống như hạt thanh châu bỏ vào nước đục thì nước đục sẽ trong ngay. Niệm danh hiệu Phật cũng giống như hạt thanh châu bỏ vào nước đục, nước sẽ lóng trong ngay vậy. Chúng sanh vọng tưởng lăng xăng không biết là bao nhiêu, không lúc nào ngừng nghỉ, giống như sóng trào ở biển cả không lúc nào dừng. Khi Phật hiệu vào trong tâm loạn thì tâm loạn cũng trở thành tâm Phật. Vì niệm một tiếng Phật, trong tâm sẽ có một niệm Phật. Bạn niệm Phật, Phật cũng niệm bạn, cũng như cùng đem danh hiệu A-di-đà Phật đánh vào một vô tuyến điện báo. Đó kêu là cảm ứng đạo giao. Bạn không niệm Phật thì Phật sẽ không thâu nhận được, cho nên cần phải trì danh. Trì danh niệm Phật là một pháp môn rất trọng yếu trong thời mạt Pháp, cho nên có rất nhiều người niệm Phật, nhưng chớ nên xem thường pháp môn niệm Phật này. Ngày Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư khi niệm một tiếng Phật, lúc ấy người có ngũ nhãn lục thông thấy từ miệng Ngài hiện ra một hóa Phật, cho nên công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Hơn nữa, khi bạn niệm Phật, trên đầu sẽ phát ra ánh sáng. Một khi ánh sáng phát ra thì yêu ma quỷ quái sẽ co giỏ chạy xa, cho nên công đức niệm Phật thật là không thể nghĩ bàn. Đó là trì danh niệm Phật. Trì tức là trí trì, giữ lại, cũng chính là thọ trì. Cũng chính là như trong sách Trung Dung nói, toàn quyền phục ưng. Tâm niệm niệm ghi nhớ, trì danh hiệu nào? Trì danh hiệu A-di-đà Phật, tức là niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Pháp môn niệm Phật có 4 cách. 1. Quán tưởng niệm Phật. 2. Quán tượng niệm Phật. 3. Thật tướng niệm Phật. 4. Trì danh niệm Phật. 1. Quán tưởng niệm Phật chính là quán tưởng toàn thân sắc vàng của Phật A-di-đà, tướng hảo quang minh, không sánh ví. Toàn thân của Phật A-di-đà phóng ra ánh sáng sắc vàng, tướng hảo là thành tựu công đức viên mãn, đầy đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp. Ánh sáng của Ngài không sánh ví. Xem thấy tướng sáng lông trắng giữa chặn mày của Phật A-di-đà to lớn xoay quanh như năm hòn núi Tu Di, mắt của Ngài to như bốn biển lớn, cho nên quý vị làm sao thấy được thân to lớn của Phật A-di-đà. Ở trong ánh sáng của Phật A-di-đà hóa hiện ra rất nhiều Phật, chẳng những hóa ra hình tượng của Phật mà còn hóa hiện ra hình tượng của Bồ Tát nữa. Phật A-di-đà có 48 lời nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, khiến cho đều lên 9 phẩm sen vàng được giải thoát. 9 phẩm có thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm, hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm.
Hoa sen ở mỗi phẩm lại chia làm 9 phẩm, thành ra 9 nhân 9 bằng 81 phẩm. Có được 81 phẩm, tất cả chúng sanh sẽ đến bờ bên kia, tức là Niết Bàn. Hai, quán tượng niệm Phật, đó là cúng dường một tôn tượng Phật A Di Đà. Niệm Phật cách này chính là quán hình tượng Phật A Di Đà, càng lâu càng kỹ mới được thành công. Ba, thật tướng niệm Phật chính là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Bạn muốn không niệm cũng không được, nó giống như dòng nước tự mình ở trong đó thì niệm ra Phật. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, miên miên mật mật đạt đến cảnh giới ấy chính là niệm Phật tam muội, cũng chính là thật tướng niệm Phật. 4. Trí danh niệm Phật, tức là chuyên niệm Phật A Di Đà, mở miệng ngậm miệng, đi đứng đều niệm A Di Đà. Niệm cần phải niệm cho rõ ràng, lỗ tai phải nghe cho rõ ràng, tâm cũng phải nhớ cho rõ ràng. Ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh niệm Phật, tâm không vọng tưởng, miệng không có bốn nghiệp ác, mắng chửi, nói thêm, nói láo, nói đâm thọc. Thân không có ba nghiệp ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ý không tham sân si, đó là dùng ba nghiệp thanh tịnh để niệm Phật. Thân khẩu ý thanh tịnh mà niệm Phật, thì niệm niệm thanh tịnh, niệm niệm Phật như vậy. Tâm thanh tịnh, tâm thanh nước hiện trăng, ý tịnh trời sạch mây. Niệm cho đến được niệm Phật tam muội, nghe thấy gió thổi cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, nghe tiếng mưa rơi cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, nghe mọi thứ âm thanh cũng đều là tiếng niệm Phật. Đó là nước chảy gió rung diễn ma ha, tiếng nước chảy, tiếng gió rung đều là Nam Mô A Di Đà Phật cả. Vì thế Tổ Đồng Phà có câu: tiếng khe đều là lưỡi rộng dài, màu núi khắp cùng tâm thanh tịnh. Âm thanh trong trẻo, nước khe róc rách đều phát xuất từ tướng lưỡi rộng dài, quảng trường thiệt, đó là vô tình thuyết pháp. Núi non cùng màu sắc đều là thanh tịnh thân, đó là non xanh, mây trắng, hoa vàng, trúc biếc đều là pháp thân biến hiện. Đây chính là được niệm Phật tam muội vậy. Niệm không gián đoạn nghĩa là suốt ngày từ sáng đến chiều đều là niệm Phật, niệm A-di-đà. Trước đây tôi có viết một bài kệ: niệm Phật niệm hoài không gián đoạn, hồng danh đồng khởi tại tâm cam, tạp niệm không sanh tam muội được, vãng sanh tịnh độ có phần sang. Chọn ngày chán nản ta bà khổ, tâm niệm hồng trần dứt sạch quang, cầu sanh cực lạc luôn trong ý, nhiễm niệm dứt trừ tịnh niệm toàn. Đây là tu tập pháp môn niệm Phật tam muội thì chắc chắn có hy vọng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đã dứt hết lòng trần của thế gian, không còn có tâm dâm dục, cũng không có tâm tranh danh đoạt lợi, tất cả tâm duyên bên ngoài thế giới này đều buông bỏ hết, xem tất cả đều là giả dối, buông bỏ nhiễm tâm quay về tịnh độ. Bài kệ này chính là thuyết minh đạo lý niệm Phật đấy. Chỉ danh hiệu Phật giống như là cầm một vật gì phải luôn cầm chắc trong tay mới được. Cho nên mỗi ngày đều phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xua đuổi những tạp niệm của chính mình. Niệm Phật là pháp môn lấy độc trị độc, vọng tưởng là một thứ độc. Chỉ danh niệm Phật cũng là một thứ vọng tưởng, đó là lấy vọng tưởng để ngăn vọng tưởng. Cũng giống như trong quốc gia, dùng binh lính để ngăn binh lính, dùng chiến tranh để dứt chiến tranh. Nếu muốn diệt hết vọng tưởng thì phải thường niệm Phật. Khi vọng tưởng diệt hết thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Đây là lớp thứ 3, trì danh làm tông, trong 5 lớp huyền nghĩa. 4. Luận dụng, bộ kinh này có năng lực gì? Đó là bất thối. Bất thối có tác dụng gì? Chính là vãng sanh. Được vãng sanh thì có thể được bất thối truyền, tu các pháp môn khác đều không được an toàn lắm vì không có bảo hiểm. Giống như trì chú, trì được mấy năm cảm thấy không có thành tựu gì rồi thôi không trì nữa, đó là thối lui đấy. Hoặc giả bạn niệm Phật đã mấy năm cảm thấy không có tiến bộ trì lại lui sụt đi. Hoặc giả đời này không lui sụt mà đời sau lại lui sụt. Đời này rất tinh tấn niệm kinh, trì chú nhưng chưa thành công, đến đời sau lại không tinh tấn mà bỏ xuôi đi. Tại sao thế? Bởi vì La Hán còn có mờ mịt khi trụ thai, Bồ Tát còn có mê khi cách ấm. Đừng nói chi đến phàm phu, La Hán một khi trụ thai cũng có thể quên mất thần thông đã có, Bồ Tát một khi đầu thai cũng còn bị mê đi. Nếu gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho phương pháp tu hành, bèn có thể khai ngộ. Nếu không gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho, thì đời này sẽ bị lui sụt, đời sau càng lui sụt thêm nữa, sẽ không dễ gì lại phát được tâm Bồ Đề. Nhưng nếu vãng sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây thì không còn bị lui sụt nữa, chỉ có một mực tiến tới thôi.
có thể đến được bốn thứ bất thối: vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối và cứu cánh bất thối. Một, vị bất thối, khi sanh về thế giới ở phương Tây sẽ chứng được quả vị Phật. Nếu sanh về nước kia sẽ hóa sanh trong hoa sen. Khi hoa sen ấy nở, sẽ thấy Phật nghe pháp, chứng nhập vô sanh pháp nhẫn, không còn bị đọa lạc nữa. Hai, hạnh bất thối. Có một số người đời này tu hành tinh tấn, đời sau lại biếng nhác, đó là tu hành không có tâm trường viễn. Nhưng sau về sanh về thế giới cực lạc phương Tây thì sẽ không có biếng trễ nữa, mà chỉ có tinh tấn rõ mãnh tiến lên mà thôi. Ba, niệm bất thối. Ví như người tu hành ở thế giới Ta Bà, hôm nay nghĩ đến việc tu hành đã qua, phát sanh niệm tinh tấn được một thời gian cảm thấy khổ cực quá, chẳng bằng nghỉ ngơi cho được thoải mái, rồi không tinh tấn nữa mà mảy may và nảy sinh ý niệm lười biếng. Hạnh giàu không thối, nhưng niệm đã thối rồi. Ở trong quá trình mấy mươi năm ngắn ngủi này, tâm biếng lười nhiều hơn tâm tinh tấn, niệm làm sao không thối chuyển được. Khi sanh về thế giới cực lạc phương Tây, ở đó ngày đêm sáu thời đều nghe thuyết pháp, thì không thể nào có ý niệm thối thất tâm bồ đề được. 4. Cứu cánh bất thối. Khi sanh về thế giới cực lạc được hóa sanh trong hoa sen, thì bất cứ lúc nào cũng không thể lui sụt được. Không lui sụt là không lui rớt về địa vị phàm phu hoặc quả vị tam thừa. Một khi sanh về thế giới cực lạc thì sẽ được bốn thứ bất thối. Cho nên lớp huyền nghĩa thứ tư là lấy vãng sanh bất thối làm lực dụng của kinh này.